Như Phong, và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dòng lan đang rất là được ưa thích, đó là dòng Ngọc Điểm. Đây là dòng Ngọc Điểm hồng gấm nha anh chị nha. Thì mặt hoa nó sẽ để hiện ở trên màn hình như thế này. Và chậu Ngọc Điểm của chúng ta sẽ có giá bán là 100.000 đồng một chậu như thế này anh chị. Và nó sẽ có tầm 5 cặp lá và Ngọc Điểm sẽ cho ra hoa rất là đẹp, và hơn nữa thì mùi hương sẽ rất là thơm nữa. Và để mà đặt hàng thì anh chị hãy liên hệ với hai số hotline đang chạy bên dưới phần màn hình, bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh chị luôn. Bên em bao ship toàn quốc nha anh chị. Và đây là chậu bán bên em ha anh chị ha. Thì một chậu như thế này có mức giá là 100.000 đồng, nó sẽ gồm 5 cặp lá như thế này, và anh chị có thể là bỏ thêm than hoặc là bỏ thông vào để mà chăm sóc. Và nếu như mà anh chị chăm sóc hoa tốt thì hoa sẽ cho ra hoa rất là đẹp vào dịp Tết, đúng dịp Tết năm nay luôn. Còn nếu như mà anh chị không chăm sóc tốt thì nó sẽ nở hoa vào qua Tết một xíu anh chị ha. Về chiều cao thì cây nó cũng không quá to nha anh chị, nó chỉ cao tầm một ngón tay của em thôi. Gắm khi mà anh chị chăm sóc cho đến khi ra hoa thì mặt hoa của loại hoa này rất là đẹp nha anh chị nha. Những cánh hoa bên ngoài nó sẽ có màu hồng nhạt, và đặc biệt em rất là thích đó là cái lưỡi hoa nó sẽ có một cái màu hồng rất là đậm và rất là đẹp. Và đặc biệt là dòng hoa này sẽ cho ra một cái mùi thơm rất là dịu dàng anh chị. Và để đặt hàng thì anh chị hãy liên hệ với hai số hotline bên dưới phần màn hình anh chị. Bên em sẽ liên hệ để mà tư vấn cho anh chị thêm. Và đừng quên là hãy bấm nút đăng ký kênh YouTube của Hoa Lan Duy Phong. Bên em sẽ quay lại với nhiều dòng lan khác đẹp hơn. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.